Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc chưa hề hạ nhiệt, Mỹ trong tuần này đã cử Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến thăm ba nước Đông Nam Á, khu vực mà Bắc Kinh đang gia tăng mở rộng ảnh hưởng. Vì sao chuyến công du quan trọng diễn ra ở thời điểm nước sôi lửa bỏng? Mục đích chính của sứ mệnh này là gì? Bức tranh về sự cạnh tranh giữa các cường quốc ở khu vực Đông Nam Á được mô tả như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi điểm tin quốc tế để cùng tìm hiểu vấn đề trên. Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Mở đầu sẽ là phần điểm nóng và từ khóa đáng chú ý trong ngày. Thăm ba nước Singapore, Việt Nam, Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trở thành vị quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Có chuyến công du đến Đông Nam Á, khu vực mà Bắc Kinh đang gia tăng mở rộng ảnh hưởng. Theo trang Bloomberg, ông Austin đã tận dụng chuyến thăm Đông Nam Á để trấn an các đồng minh rằng Mỹ không hề sao nhãng khu vực mà vẫn duy trì cam kết với các đồng minh và đối tác. Trước những thách thức, ông mô tả là hành động ngang ngược của Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Singapore hôm 27 tháng 7 vừa qua, mặc dù không hề đề cập tới Trung Quốc trong bài nói chuyện ngắn, nhưng Bộ trưởng Austin khéo léo nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc giúp đỡ miễn phí cho các nước trong khu vực, từ vaccine đến thiết bị y tế, để đối phó với dịch bệnh, mà không gắn liền với điều kiện hay ràng buộc gì. Ông cho rằng sự viện trợ không tính toán của Mỹ là cách những người bạn thực hiện với nhau. Tờ New York Times cho rằng điều này hàm ý nhấn mạnh cách Trung Quốc viện trợ một số nước với điều kiện ràng buộc. Trong khi đó, ông Murray Hubert, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, nhiều người cảm thấy rằng Mỹ đã không chú ý nhiều đến Đông Nam Á dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Vì thế, khi ông Biden hứa hẹn khôi phục sự hợp tác với cộng đồng quốc tế, một số nước ASEAN bắt đầu đặt kỳ vọng. Thế nhưng do trục trặc mà cuộc họp chính thức đầu tiên theo hình thức trực tuyến giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và các nước ASEAN đã phải bị lùi lại. Giữa lúc đó, truyền thông và một số trung tâm nghiên cứu liên tục đặt câu hỏi, nước Mỹ ở đâu rồi? Chính quyền Biden đã nhậm chức 7 tháng mà sao họ vẫn chưa làm gì hết? Vì thế, theo ông Hubert, chuyến thăm lần này là nhằm để Đông Nam Á hiểu rằng Mỹ vẫn coi trọng khu vực và họ sẽ không ngồi yên để bị lấn át sức ảnh hưởng ở khu vực này. Đây là nỗ lực để bắt kịp sức ảnh hưởng của Trung Quốc sau khi khởi đầu khá chậm. Chuyến thăm của ông Austin diễn ra vào thời điểm căng thẳng Mỹ-Trung đang gia tăng và khi các quốc gia ở Đông Nam Á chật vật với làn sóng ca mắc COVID-19 mới. Đây cũng là khu vực ưa thích của ngoại giao Trung Quốc. Khi cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Ngoại trưởng Vương Nghị đã thăm một loạt chín nước Đông Nam Á nhằm thúc đẩy sự hiện diện của Trung Quốc đối với các quốc gia riêng rẽ trong khối. Theo ông Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales của Úc nhận định, chuyến thăm của Bộ trưởng Austin tới Singapore, Việt Nam và Philippines báo hiệu sự tái khởi động nhanh chóng trong nỗ lực làm việc với Đông Nam Á của Mỹ. Một trong những nỗ lực này là việc lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề cập tới chính sách xây lại tốt đẹp hơn ở khu vực. Đây là chính sách nhằm giúp đỡ các quốc gia phục hồi sau dịch, cạnh tranh với các sáng kiến tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Ngoài ra, bằng cách đề cập thẳng thắn về chính sách quốc phòng của Mỹ trong thời gian tới, Bộ trưởng Austin cũng nhắc tới khái niệm ngăn chặn tích hợp. Theo giới phân tích, nước Mỹ muốn cải thiện và nâng cao năng lực quốc phòng, thậm chí cả an ninh mạng của các quốc gia đồng minh, đối tác ở khu vực để sau đó có thể tích hợp các chiến lược ngăn chặn các mối đe dọa an ninh ở khu vực. Điều này cũng hợp lý với việc Tổng thống Biden đang nỗ lực tìm cách tập hợp các đồng minh và đối tác để hình thành một mặt trận thống nhất nhằm đối phó với những gì mà họ cho là các chính sách kinh tế và đối ngoại ngày càng mang tính cưỡng ép của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo trước chuyến thăm, Bộ trưởng Austin cho biết các chủ đề chính trong chuyến công du sẽ bao gồm tái khẳng định Mỹ là đối tác đáng tin cậy trong các vấn đề an ninh khu vực, cũng như cam kết hỗ trợ Đông Nam Á chống COVID-19 và phục hồi sau đại dịch. Ông Austin nói rằng Washington không yêu cầu các nước trong khu vực lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông nói Mỹ không muốn đối đầu với Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh chúng tôi muốn đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ ngăn chặn bất kỳ xung đột trong mọi trường hợp với mọi cơ hội có thể. Chỉ vài ngày trước chuyến thăm của ông Austin tới Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng đã lần đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi ông thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhóm tàu tác chiến hàng không mẫu hạm tối tân nhất của nước Anh HMS Queen Elizabeth trong tuần này cũng tiến vào Biển Đông sau khi tập trận với Singapore. Do đó, có thể thấy chuyến thăm của Bộ trưởng Austin tới khu vực Đông Nam Á chỉ là một trong những chỉ dấu về một bức tranh rộng lớn về sự cạnh tranh giữa các cường quốc ở khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, từ khóa đáng chú ý ngày hôm nay với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm là Russell Westbrook, cầu thủ bóng rổ Mỹ.
Thị trường chuyển nhượng của 30 đội bóng tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA đang bắt đầu hâm nóng lên từng giờ. Theo nguồn tin từ The Athletic, đội Washington Wizards đã đồng ý lời đề nghị trao đổi từ phía Los Angeles Lakers để gửi hậu vệ siêu sao Russell Westbrook tới bờ Tây, kèm theo hai lượt pick tân binh vòng 2 trong tương lai. Thương vụ trao đổi đã được hai câu lạc bộ đàm phán liên tục trong vài ngày trở lại đây. Và cuối cùng thì Wizards cũng đã bằng lòng với đề nghị của Lakers ngay trước khi đến lượt pick của cả hai đội trong sự kiện tuyển chọn tân binh năm nay. Giờ đây thì đội bóng chủ sân Staples Center sẽ sở hữu một bộ ba hùng mạnh, bao gồm Russell Westbrook, Anthony Davis và LeBron James. Mời quý vị tiếp tục giữ kênh để tiếp tục sẽ là những thông tin nóng về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc vào ngày 29 tháng 7 đã một lần nữa lên tiếng phản đối mọi trao đổi hay liên lạc quốc phòng giữa Mỹ và chính quyền Đài Bắc. Bà Zhu Fengliang nói chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần của chúng tôi. Trong khi đó, thì bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Singapore vừa qua đã khiến cho Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Đại sứ quán Trung Quốc tố ông Austin đã tấn công và bôi nhọ Trung Quốc khi vị quan chức Mỹ đã đề cập đến các vấn đề Đài Loan, Tân Cương và Biển Đông. Cũng liên quan đến Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục cử máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào chiều thứ Tư 28 tháng 7, đánh dấu lần xâm nhập thứ 14 trong tháng này. Được biết đây là một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Thiểm Tây Y-8. Mới đây, cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã thể hiện sự ủng hộ Đài Loan tham gia vào Hội đồng Y tế Thế giới WHA với tư cách là quan sát viên, đồng thời cảnh báo về những mối đe dọa cho nền dân chủ của Đài Loan. Ông Abe tin rằng những gì đã xảy ra ở Hồng Kông chắc chắn sẽ không diễn ra ở Đài Loan trong tương lai. Vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ ngừng lợi dụng các vấn đề liên quan đến khu tự trị Tây Tạng để can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Ông Triệu Lập Kiên cho rằng bất kỳ hình thức liên lạc nào giữa một quan chức Hoa Kỳ và Đức Đạt Lai Lạt Ma đều đi ngược lại với cam kết của Mỹ về việc không ủng hộ nền độc lập Tây Tạng. Ở một diễn biến khác, Nikkei Asia đưa tin quân đội Mỹ và Indonesia sẽ tổ chức một cuộc tập trận với quy mô chưa từng có, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đảo. Được biết, Mỹ sẽ cử 2.282 binh sĩ và Indonesia sẽ đóng góp 2.246 quân. Cũng tại khu vực châu Á, theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa mới khôi phục lại thỏa thuận lực lượng thăm viếng VFA với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Philippines Delphine Lorenza đã thông báo về động thái mới nói trên vào ngày hôm nay, trong lúc ông Austin đang ở thăm Philippines. Chuyển qua tình hình khu vực khác, mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga có vẻ nồng ấm hơn khi đã cùng nhau tổ chức một cuộc tập trận chung với mục tiêu bảo vệ an ninh và ổn định khu vực. Cuộc tập trận Zapad Interaction 2021 giữa hai nước sẽ được tổ chức tại Tây Bắc Trung Quốc, kéo dài trong nửa đầu tháng 8. Trong cuộc gặp với đoàn đại biểu Taliban tại thành phố Thiên Tân, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Afghanistan nhanh chóng tái thiết kinh tế. Ông còn cho rằng việc Mỹ vội vàng rút quân khỏi Afghanistan thể hiện sự thất bại trong chính sách của Washington. Và cũng liên quan đến tình hình ở Afghanistan, để bù đắp cho hành động lui binh mà thế giới lên án là vô trách nhiệm, NATO đã thực hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ chính phủ Kabul thời hậu chiến. Cụ thể, Liên minh quân sự này đã khởi động một chương trình huấn luyện quân sự cho các binh sĩ Afghanistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin về dịch bệnh. Bất chấp COVID-19 đang hoành hành ở Hàn Quốc, một số lượng lớn du khách vẫn đổ về đảo Jeju trong những ngày qua. Cụ thể, từ đầu tháng 7 đến nay đã có khoảng 990.000 khách ghé thăm. Đến hết tháng 7, con số có thể lên đến 1,1 triệu người. Mới đây, Bộ Y tế Trung Quốc báo cáo các đợt bùng phát COVID-19 gần nhất đã lan ra 3 tỉnh bắt nguồn từ một cụm liên lây nhiễm ở sân bay, mặc dù nhiều người liên quan đã được xét nghiệm và tiêm chủng đầy đủ trước đó. Thưa quý vị, Vương quốc Anh vừa qua đã cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng một nửa trên tổng số 54 triệu người Myanmar có thể bị nhiễm COVID-19 trong vòng 2 tuần tới. Theo đó, hiện chỉ có 40% các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Myanmar là còn có thể hoạt động. Vào ngày 29 tháng 7, chính phủ Malaysia ghi nhận hơn 17.000 trường hợp mắc COVID-19 mới, con số cao liên tục trong 2 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân đang nguy kịch cũng tăng đột biến. Trong khi đó, mới đây Bộ Y tế Thái Lan thông báo tình trạng khẩn cấp thiếu giường bệnh tại các bệnh viện và cơ sở cách ly ở thủ đô Bangkok khi số ca mắc mới chạm mốc kỷ lục với 17.669 người và 165 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua.
Thông tin đáng lo ngại tiếp theo, biến thể COVID-19 Lambda đang lây lan mạnh mẽ ở Mỹ Latin, điển hình là ở Peru. Biến thể Lambda của virus SARS-CoV-2 hiện là thủ phạm gây ra 80% ca mắc COVID-19 mới, tính riêng trong tháng 6. Theo Reuters, Israel sắp cung cấp liều vaccine thứ 3 cho công dân từ 60 tuổi trở lên và ít nhất 5 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2. Nước này đã bắt đầu cung cấp các mũi tiêm tăng cường cho một số người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương, chẳng hạn như bệnh nhân bệnh ung thư. Một số tin nóng tiếp theo, hai cơn lốc xoáy đã bất ngờ xuất hiện ở quận Bucks, bang Pennsylvania của Mỹ vào hôm thứ Năm 29 tháng 7, khiến nhiều người bị thương, gây ra tình trạng mất điện ở hơn 8.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. Một trận tuyết rơi bất thường đã xảy ra ở miền Nam Brazil vào hôm thứ Tư 28 tháng 7, sau khi một khối không khí lạnh ở vùng cực tiến về phía trung nam của quốc gia này. Và thưa quý vị, một trận lũ quét nghiêm trọng mới đây cũng đã xảy ra ở khu vực đông bắc thủ đô Kabul của Afghanistan vào rạng sáng thứ Năm 29 tháng 7, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, trong khi 150 người khác vẫn còn mất tích. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, nhà sản xuất Mỹ Pfizer vừa nâng dự báo doanh thu vaccine COVID-19 cả năm thêm 29% lên 33,5 tỷ đô la, vượt xa các nhà sản xuất khác. Trong quý 2, Pfizer đã thu 7,8 tỷ đô la nhờ vào vaccine COVID-19. Vừa qua, tòa án quận Tagansky ở Moscow của Nga cho biết nước này đã phạt công ty công nghệ Google của Mỹ hơn 41.000 đô la vì vi phạm luật về dữ liệu cá nhân. Đây là lần đầu tiên Google bị phạt với tội danh này. Gã khổng lồ công nghệ này đã xác nhận và không đưa ra bình luận gì. Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai Engineering and Construction, công ty con của hãng xe hơi khổng lồ Hyundai Hàn Quốc, vừa trúng thầu xây một sân bay tại thành phố Cusco của Peru với trị giá 428 triệu đô la. Đây sẽ là sân bay quốc tế quan trọng của Peru, nơi đón tiếp khoảng 5,7 triệu du khách quốc tế mỗi năm. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi gửi đến quý vị một đoạn clip ngắn thú vị trong phần giải trí cuối ngày. Một khinh khí cầu khổng lồ được làm theo danh họa Vincent Van Gogh là màn mở đầu cho sự kiện triển lãm tranh Van Gogh diễn ra tại Toronto, thành phố lớn nhất của Canada vào thứ Tư 28 tháng 7. Theo Corey Ross, nhà sản xuất của triển lãm cho biết, chúng tôi sẽ để nó bay trên bầu trời Toronto và ăn mừng quyết định dỡ bỏ phong tỏa vì đại dịch. Ông nói thêm ông cảm thấy hơi lo vì sẽ đi vòng quanh Bắc Mỹ trên khinh khí cầu cao 28 mét này. Ông Ross nói tôi đã mang theo hộ chiếu của mình trong trường hợp tôi bay qua Mỹ. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin điểm tin quốc tế. Xin chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo trên kênh FBNC.